Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các phần mềm chuyên tính tiền cho các mô hình tạp hóa, siêu thị mini, bách khoa tổng hợp hoặc là tiệm sữa. Đó. Thì hôm nay mình nói về vấn đề là bán hàng và mình sẽ cài đặt nhập kho luôn ngoài giao diện bán hàng. Có nghĩa là những sản phẩm mình mới hoàn toàn. Những sản phẩm cũ á, thì những gì mình đã cài đặt sẵn trong này. Trong đây là mình sẽ vào hàng hóa này. Danh sách hàng hóa thì mình sẽ cài đặt. Đó, đó, thấy không? Đó, sản phẩm đường trắng này, sữa chua này. Đó, sữa chua thì sữa chua nó có là đơn vị tính thùng lốc và có hai mã đơn vị tính. Đó, nó sẽ có giá thùng riêng, giá lốc riêng. Đó, là mình cài sẵn. Còn trường hợp nếu như sản phẩm mà mình đã mua về mình chưa kịp có thời gian mình cài vô data phần mềm thì khi khách hàng đến mua, thường thường là nếu như mình chưa cài trong mềm thì mình sẽ bán tính miệng hoặc tính bằng tay. Còn trường hợp này, nếu như trường hợp khách hàng mua sản phẩm mình chưa cài đặt sẵn trong phần mềm thì mình có thể quét, mình sẽ cài đặt luôn trực tiếp ngoài giao diện bán hàng và mình tính cho khách hàng. Xong thì cái sản phẩm đó nó sẽ tự động lưu vào cái data cho mình. Lần sau khách hàng mua thì nó sẽ tự động lưu đó và nó sẽ nhập kho cho mình luôn. Trường hợp các bạn thấy này, mình bán hàng này, mình bán, mình quét, mình bán này. Mình bán sản phẩm bằng mã vạch, mình quét có sẵn và mình bán sản phẩm mà bằng tay là không có vạch, quét mình bán này, thấy không? Đó, mình quét bình thường, thấy không? Đó là sữa chua 100, rồi sùng lóc thì quét lóc này, lóc thấy không? Đó, bình thường lóc quét rất nhanh. Đó, rồi mình tiếp theo mình những sản phẩm mà không có vạch thì mình gõ bằng tay thôi, như đường đường trắng mà chưa đi thay là ra đường trắng này, rồi mình đường trắng. Khi mình gõ chữ đường thì ra chữ đường trắng, tất cả sản phẩm nào mà nó trùng tên thì lọc ra những, còn nếu trường hợp mình gõ những cái tên gần đúng thì chia ra một tên sản phẩm đó thôi. Rồi đường trắng mình gõ mũi tên xuống, rồi đường trắng thế là thế nào nè, bịch này 10.000 bịch này và số lượng tồn kho đang là tồn 200 bịch này và giá vốn là 7.000, là enter đó, thấy không? Thì nhảy ra thì mình enter nó nhảy có số lượng, mình có số lượng như là 5 bịch, mình enter. Mình có bán giá 10.000 này không hay là mình bán giá khác, mình có thể quyền cái giá này là giá mặc định 10.000. Trường hợp nếu mà mình phân quyền là không được bán một giá nào khác thì nó sẽ tự động bán riêng cái giá 10.000 là thôi. Còn nếu mình không phân quyền mà mình có thể bán cái giá nhỏ hơn hoặc lớn 10.000 thì mình sẽ gõ vào đây, nó cho mình gõ. Rồi mình enter, nó nhảy qua chiếc khấu. Rồi dưới cái mục đây này nó hiện ra là tồn kho của mình này. Đó, hiện là tồn kho 200 bịch này và giá vốn này, rồi mình enter. Bán hàng bình thường. Đó, mình bán sản phẩm là vượt mã vạch và sản phẩm và gõ bằng tay. Trường hợp nếu sản phẩm mà mình đã mua về rồi nhưng mà mình chưa kịp đưa vô cái data phần mềm, cho nên cái sản phẩm nó chưa có tên và chưa có tồn kho thì làm sao, thì mình vẫn bán bình thường. Rồi mình quét vô. Dùng sản phẩm này là sản phẩm sữa ông thọ này, là mình chưa có đưa vô phần mềm, mình quét này, mình quét cái mã. Đó, thì chắc chắn rằng mình quét cái mã xong á thì nó sẽ báo lên cái sản phẩm nó chưa có. Và nó hỏi là bạn có muốn cài mới hay không, nếu có mình enter. Rồi mình sẽ gõ tên sản phẩm nó lên như là sữa ông thọ. Rồi mình enter. Mình sẽ gõ đơn vị tính. Mình sẽ gõ đơn vị tính, đây là long. Long long. Đơn vị tính vào đây. Long. Enter. Nó hỏi là mình bán số lượng bao nhiêu cái luôn, là bao nhiêu lon luôn, 3 lon, enter. Rồi số tiền bán bao nhiêu tiền một lon, như 10.000 một lon. Rồi mình enter. Nó hỏi mình có chiết khấu không? Không, mình enter luôn. Enter sẽ nhảy vào cột số lượng, mình có muốn nhập kho luôn hay không? Nhập kho nhập như là 50 lon. Rồi có nhập cái giá vốn vào không? Có thì nhập như 7.000. Rồi mình enter luôn. Là nó sẽ bán sản phẩm này. Khi nó bán sản phẩm này rồi á mình thanh toán khách hàng. Đây, số tiền này là 1.120.000 đồng, mình đồng ý thanh toán. Thanh toán trường hợp này mình sẽ trả tiền đủ, rồi mình sẽ đồng ý hóa đơn, không ý thôi, đồng ý không in. Xong thì cái sữa ông thọ này khi mình bán xong một lần thì khi lần hai nó sẽ tự động lưu dành quét này ra sữa ông thọ này, thấy không các bạn, thấy không? Đó, đây mình đã bán rồi một lần, rồi mình vừa bán hàng vừa cài đặt luôn, thì lần sau thì nó sẽ tự động lưu sản phẩm nào vào và nó sẽ tồn kho trong này luôn. Rồi mình đã đồng ý thanh toán ha. Rồi
Rồi, đó là sản phẩm quầy rất là tiện và nhanh cho cái phần mềm mà cho cửa hàng sữa hay là tạp hóa siêu thị mini. Mình sẽ bán được sản phẩm mà chưa có tên trong phần mềm, chưa cài đặt vào hết, chưa nhập kho, thì mình quét, mình cài đặt, mình bán luôn và nó sẽ tự động đưa đó. Thì rồi xong, thì các bạn xem khi bán hàng xong chắc chắn rằng là mình sẽ xem cái báo cáo bán hàng. Thì cửa hàng tạp hóa mini sữa thì chỉ là bán hàng, doanh thu. Rồi nếu như mình có đại lý thì mình bán hàng công nợ, giao hàng và cuối ngày là tồn kho và bán hàng thôi. Nhưng mình báo cáo chi tiết bán hàng đây. Đó, hôm nay mình bán này. Đó, đường trắng là 5 bịch này. Sữa chua là bao nhiêu thùng này? Và sữa ống thọ này. Sữa ống thọ này là 7 lon. Đó, rất rõ ràng. Thế nên là mình vừa nó vừa lon và vừa vừa thùng, vừa lóc cho nên nó tính là 3,25 thùng. Như vậy. Đó, là cái báo cáo chi tiết bán hàng. Rồi doanh thu tiền mặt đây, hôm nay thu nhiêu tiền rõ ràng đây. Đó, hóa đơn doanh thu theo hóa đơn, hôm nay bán bao nhiêu hóa đơn thì hiện lên cho mình hóa đơn nào. Đó, hóa đơn nào mình muốn xem hóa đơn nào thì click double thì nó hiện lên sản phẩm. Đó, nên đó là bịch này, đường trắng này, 5 bịch này, sữa chua này, ba lóc này, thùng ba thùng này, sữa ống thọ là ba lon này, đúng không? Và đây rất rõ ràng. Rồi muốn xem tồn kho thì mình sẽ vào kho hàng và tồn kho, mình xem chi tiết tồn kho hàng, tổng kho đây, tổng kho theo đơn vị tính đây, đường trắng này còn tồn 195 bịch, sữa chua còn tồn là 95 thùng, 96 thùng 9 lóc, nãy mình bán là bao nhiêu thùng lóc thì nó cần tồn, nó tồn kho hai đơn vị tính rõ ràng mình luôn là còn tồn là một thùng 12 lóc, là một cái mình phải làm quy cách khi nó tính ra bán hàng vừa thùng vừa lóc thì nó còn tồn là 92, 96 thùng 9 lóc và giao vốn và số tiền còn tồn. Tương tự sữa ống thọ cũng vậy, còn tồn là 43 lon. Muốn biết xuất nhập thì đây. Nó có là số lượng xuất này. Số lượng nhập này, số lượng xuất này và số lượng tồn. Rất rõ ràng cho mình. Đó như vậy. Còn nếu mà mình đơn vị tính muốn tìm đơn vị tính 3, 1, 2, 3 thì đó mình sẽ nhập vào. Nó sẽ tính cho mình. Đó. Lốc này tính lốc thì nó còn sẽ còn là 1.161 lốc. Còn muốn một tính là tính thùng thì dùng thùng lại bao nhiêu thùng? 97 thùng. Như vậy. Rất rõ ràng cho mình. Đó. Thì bán hàng cho cửa hàng tạp hóa siêu thị mini tiệm sữa thì chỉ việc là bán hàng và cài đặt sản phẩm và cuối ngày là xem cái báo cáo bán hàng và xem cái tồn kho. Cái thứ đặc biệt là cái xem cái lãi lỗ thì mình sẽ xem báo cáo bán hàng và lãi lỗ theo đơn hàng. Đây, đơn thứ nhất mình bán 1 triệu 120 ngàn, mình sẽ lãi là 154 ngàn. Đơn thứ hai mình bán là 40 ngàn, ra vốn là 28 ngàn, mình sẽ lãi là số tiền là 12 ngàn đồng. Muốn biết chi tiết lãi những sản phẩm gì thì link vô đây. Đó, nó chi tiết lãi từng sản phẩm. Đó, rất là rõ ràng cho mình. Đó, như vậy thì nó sẽ tiện cắt tiền cho mình. Thì đường trắng mình bán bao nhiêu bịch này, còn lãi là bao nhiêu tiền này. Đó, sữa cũng vậy, sữa chua thùng cũng vậy và sữa ống thọ cũng vậy. Mình sẽ bán là ba lon, giá vốn là 7 ngàn, giá bán là 10 ngàn, ba lon là mình sẽ là được 9 ngàn. Rất rõ ràng. Đó. Thì cái quan trọng là các bán hàng cho cửa hàng tạp hóa tiệm sữa là vấn đề là chỉ bán hàng nhanh, cài đặt chắc là tiện cho mình và cuối ngày xin được cái tồn kho, còn tồn kho để mình biết được cái giá vốn trong cửa hàng và mình sẽ biết được cái ngày hôm đó mình sẽ bán là bao nhiêu sản phẩm, số tiền là bao nhiêu. Đó là cái nó về cái phần mềm bán hàng cho cửa hàng tạp hóa và tiệm sữa. Vâng, xin chào các bạn.